Dạ em xin chào các bác các anh, lại quay trở lại với kênh của em, đó là giày Si Sài Gòn ạ. Các bác ơi, shop em hôm nay lại về rất là nhiều mẫu giày tem mới, một số mẫu giày hiệu khá là nổi tiếng nha, một số thương hiệu khá là xa xỉ như LV, Gucci các bác nha. Rồi mẫu đầu tiên em sẽ lên cho các bác đó là một em LV mông tê nha. Em này thì bộ nhận diện của em nó thì ngay mặt tiền thì nhìn qua là các bác đều biết là em này thì đến từ thương hiệu nào rồi đúng không ạ? Đây, và em này thì có một màu đen truyền thống rồi nha. Đó, bộ đế của em này là bộ đế âm này, dòng đế này thì em bao bền cho các bác cả chục năm luôn, nó đế này không bao giờ lo lão hóa luôn đấy, rất là xịn sò cho một em LV này luôn, từng cái kim mũi chỉ và từng cái chất liệu ấy, mà làm lên một đôi giày như thế này thì quá xuất sắc rồi các bác ơi. Em này thì độ mới cũng còn trên 90% nha, đế này các bác còn rất là mới ha, mới chạm đất chắc mấy lần thôi cho nên mà chưa có mòn bao nhiêu này, còn nguyên nha các bác, sau gót có chữ LV ha. Đó, bộ đế em quá là xịn sò luôn. Size chuẩn của em là size 41.5 các bác nha. Bên trong có dập chữ LV này. Đó, quá là xịn sò luôn ha. Mã cốt bên hông cho các bác này. Đó, khá là xịn sò luôn. Em này thì độ mới còn trên 90% các bác nha. Đó, bây giờ em này trên thị trường nếu mà các bác mua mới thì cũng ít nhất cũng tầm 27-28 triệu rồi. Đó, độ mới như thế này mà hàng Si hôm nay em sẽ chia cho các bác giá rất là rẻ luôn. Tại vì các bác vào store mua một em như thế này mấy chục triệu thì đến với em thì độ mới trên 90%, các bác chỉ mua giá rất là rẻ luôn, chỉ bằng 50% thôi, chưa đến 50% luôn đấy các bác ạ. Rồi, và mã số chất hàng của em LV này đó là B71, size 41.5, và shop em đang bán với giá là 9.600.000 cho em LV này thôi. Đó, bao chính hãng, bao test cho các bác luôn nha, quá là xịn sò luôn. Bác nào chân 41.5 thì inbox em này nha. Đó, quá là xịn sò cho em LV. Đó, bao test bao chính hãng cho các bác luôn nha. Đó, quá là xịn sò luôn rồi các bác. Từng cái khóa của em này cũng dập thương hiệu, quá xịn sò luôn ha. Đây, khóa rất là sáng, khóa titan rất là sáng luôn nè. Đó, đế thì line new rồi và rất là mới các bác nha. Đó, rồi bác nào quan tâm mẫu này thì nhắn tin cho em mã chốt hàng là B71 các bác nha. Rồi, và tiếp tục là em sẽ lên cho các bác đó là một em Salvatore Ferragamo của Ý ha. Dòng da này thiết kế của em là da bò hạt, khá là mềm ha. Bộ nhận diện là ngay mặt tiền của em nó là có cái khóa kho vít này. Đó, Salvatore khá là xịn luôn. Đó, rất là đẹp, đẹp không tì vết, không hề có một chút lỗi lầm gì các bác nha. Da rất là đẹp và bộ đế của em này thì cũng có dập thương hiệu Ferragamo dưới đế luôn ha. Đó, bộ nhận diện rất là nổi trội luôn rồi. Và em này có size chuẩn là size 42 các bác ơi. Bên trong có một lớp lót dập thương hiệu còn khá đẹp và sạch sẽ luôn ha. Size số mã code đầy đủ ha, size 8 nha các bác. Bác nào chân chuẩn là 42 là ok ha. Ferragamo, dòng này mua mới thì loanh quanh tầm 22 triệu các bác nha. Đó. Đến với em các bác hàng mua đồ hàng Si của em thì độ mới cao như thế này, các bác sẽ mua được giá rất là hời luôn đấy ạ. Rồi, và mã số chốt hàng của em này đó là B60 ạ. B60 size 42 và shop em đang bán với giá là 2.300.000 cho em Ferragamo này thôi các bác nha. Đó, các bác quan tâm mẫu này thì cứ nhắn tin cho em nha. Rồi, và tiếp tục quay trở lại đó là một em giày tây công sở dáng derby ha. Em này thì nói chung là nồi đồng cối đá luôn rồi các bác ơi. Đó, giày dặn và chắc chắn lắm luôn ấy. Đó, đá chó chết luôn các bác ơi. Đó, đế này giày dặn lắm luôn, dày và nặng tay nha các bác. Đế của em này đã được khâu Gucci rất là xịn sò rồi. Em này thì đến từ thương hiệu Regal, một thương hiệu khá là nổi tiếng của Nhật Bản rồi các bác ơi. Đó, những đôi mà đến từ hàng Nhật đó là từng được kim mũi chỉ có em đấy là rất là xịn sò và chắc chắn luôn. Đó, người Nhật họ làm rất là tỉ mỉ các bác. Bên trong của em nó thì cũng có dập thương hiệu Regal, lòng trong vàng ánh luôn. Đó, quá xịn luôn, da rất là dày ha. Em này lên form rất là sang trọng và lịch sự luôn. Đó, em này mua mới thì loanh quanh tầm 7 triệu rưỡi đến 8 triệu các bác nha. Đó, em bán đồ Si thì giá rẻ thôi. Đó, các bác mua rất là dễ, thay vì mình mua một đôi mới bỏ tiền ra hàng tiền triệu các bác nha. Rồi, và mã số chất hàng của em này đó là B69, size 41.5. Và shop em bán với giá là 650.000 thôi, lại được miễn ship luôn. Đó, quá đẹp và rẻ nữa các bác nhỉ. Chốt em này về các bác có thể mang đồ vest hay quần tây, đồ jean thì ok hết ha. Bao đẹp, bao bền luôn. Trời ơi, em cầm đầm tay em này lắm các bác, chắc chắn lắm luôn đấy.
Rồi bác nào quan tâm mẫu này thì cứ alo trực tiếp cho em hoặc là nhắn tin qua Zalo cho em cũng được nha. Rồi và tiếp tục em sẽ lên cho các bác một em khá là bụi bặm luôn. Đó. Em này đến từ thương hiệu Croc nha các bác. Croc là dòng này siêu nhẹ nè. Đó. Kiểu như làm bằng mũ ha. Dòng này các bác đi rất thoải mái luôn. Đó, Croc trên thị trường bây giờ nếu mà hàng Việt Nam sản xuất thì cũng tầm 4-5 triệu rồi. Còn hàng nước ngoài sản xuất như này thì ít nhất cũng 6-7 triệu một em rồi ha. Quá là xịn sò cho em Croc nè. Đó, đế còn rất là đẹp luôn các bác ơi. Siêu nhẹ luôn. Hàng Croc này thì hàng xi rất là hiếm các bác ơi. Đó, bên trong cũng còn dập chữ Croc bên trong. Em này thì khá là bụi bặm luôn. Đó, quần sò, quần jean các bác đều mang được ha. Siêu nhẹ cho em Croc này luôn. Đó, em bán giá rất là rẻ luôn này các bác. 500k thôi. À, 550k các bác nha. 550k. Size chuẩn của em là size 42. Và mã số chất hàng của em này đó là B70, size 42. Và shop em đang bán với giá là 550k cho em Croc này nha. Siêu nhẹ, siêu đi nước thoải mái luôn. Đó, các bác đi mưa lội nước thoải mái luôn ha. Rồi, tiếp tục em sẽ lên cho các bác một em giày mocha. Em này là dáng mocha, dập hiệu LV xung quanh các bác nha. Thiết kế của em này là da convert nha. Đó, rất là xịn sò luôn ha. Em này thì có size cũng đẹp nha các bác, size 39 thôi. Bác nào chân 39 thì alo cho em nha. Quá là xịn sò, da convert thì có độ chống chảy xước rất là cao. Rồi và bộ đế âm này rất là tiện lợi cho những bác nào mà hay chạy xe ô tô nha. Đó, gập lái thoải mái luôn, rất là nhẹ luôn. Đó, rất là nhẹ và có sự đàn hồi rất là cao. Da thì siêu mềm, siêu êm. Đó, bao chất lượng cho các bác luôn. Các bác nhận hàng, kiểm tra hàng trước khi thanh toán nha. Rồi và mã số chất hàng của em này đó là B67 ạ. B67 size 39 và shop em đang bán với giá là 650k free ship luôn. Đó, các bác cứ ưng mẫu nào thì cứ nhắn tin cho em nha. Đó, em sẽ chốt đơn cho các bác và đi đơn sớm cho các bác luôn ha. Rồi và tiếp tục là em sẽ lên cho các bác một em giày tây công sở dáng đầm bi nữa ha. Form của em này thì khá là thon gọn luôn. Đó, mũi trước của em nó có hình cánh bướm rất là đẹp luôn ha. Đó, form trơn đơn giản, dòng da này là chống chảy xước khá là cao đấy các bác. Kiểu như gần giống dạng da tây gai các bác. Form trơn đơn giản ha. Bộ đế của em này được thiết kế một bộ đế da khá là dày dặn và chắc chắn luôn ha. Ôi ơi, đế em này chắc chắn lắm các bác ơi. Em này đến từ thương hiệu Richard ha, một thương hiệu khá là nổi tiếng của Hàn Quốc các bác ơi. Form của em này thì khá là xịn sò luôn này, form rất là sang trọng và lịch sự luôn ha. Da của em này thì còn khá là dày dặn luôn. Rồi và size chuẩn của em này là size 41 các bác nha. Mã số chất hàng là B64 size 41 và shop em đang bán với giá là 600k thôi. Các bác lựa được mẫu nào thì cứ nhắn tin cho em nha. Rồi và tiếp tục em sẽ lên cho các bác một em về lười loafer. Em này cũng đến từ nhà Salvatore các bác nha. Chợ nhưng mà thiết kế của em này là bằng da lộn ha. Khá là bụi bặm luôn. Bộ nhận diện là ngay mặt tiền, là nhìn cái khóa kho biết là các bác biết là em này là đến từ thương hiệu nào rồi đúng không? Khóa của Ferramo này, đó có dập chữ Ferramo luôn ha. Đó. Nhìn xa là biết cái khóa này là đến từ thương hiệu nào rồi. Đó, form dáng của em này khá là đẹp này các bác. Những bác nào mà to cao chút xíu thì mang những em này là lên tôn dáng rất là đẹp luôn nha. Đó, em này lên quần tây, quần jean đều được rất là sang. Thiết kế của em này là da lộn ha, giặt nước thoải mái, mình không phải lên xi các bác nha. Bộ đế của em này cũng còn khá là ok này các bác. Đó, từng đường kim, mũi chỉ, đường viền đã được khâu jean rất là chắc chắn rồi ha. Đó, khâu chắc chắn lắm các bác ơi. Đây, từng đường kim này xịn sò sắc nét luôn. Đế có dập chữ Salvatore Ferramo made in Italy. Đó, đế còn rất là đẹp, mòn cũng không đáng kể đâu ha. Đó, form dáng khá là ok luôn. Đây, bên trong của em thì cũng có dập chữ Ferramo bên trong nha các bác. Đây, dập chìm nè. Đó, lòng trong vàng óng ánh rất là đẹp luôn. Đó, quá là xịn sò cho em Ferramo này luôn các bác ơi. Và em này thì có size chuẩn, đó là size 7 1/2 các bác nha. Size 7 1/2, tương đương size 41.5 Việt Nam các bác nha. Size 41.5. Rồi, bác nào quan tâm mẫu này thì alo cho em nha. Mã số chất hàng là B69 size 41.5. Và em đang chi ân cho các bác mẫu này giá rất là ưu đãi luôn.
chỉ 1.700.000 thôi. Đó, mẫu này mua mới loanh quanh cũng tầm 22 23 triệu rồi các bác ơi. Đó, hàng xi giá như thế này là chưa bằng 10% luôn đấy. Bác nào quan tâm mẫu Salvatore này thì cứ book nhắn tin cho em hoặc là gọi điện trực tiếp cho em ha. Đó, rất là đẹp luôn và sang nữa ha. Rồi và tiếp tục em sẽ lên cho các bác một em dề tay công sở nữa ha. Em này là có một màu nâu rất là đẹp luôn, form trơn khá là đơn giản nha các bác. Điểm nhấn của em nó thì những cái gờ khâu tay xung quanh viền nè, điểm nhấn đơn giản vậy thôi. Bác nào mà không thích hoa văn thì em này là khá là ok đấy ạ. Form dáng, form thon khá là đơn giản ha. Và em này thì có size chuẩn là size 41. Bộ đế cũng còn khá là đẹp ha, đế cao su các bác nha. Đến từ thương hiệu Reroma, một thương hiệu khá là nổi tiếng của Hàn Quốc các bác ơi. Size chuẩn của em là 260cm, tương đương size 41 Việt Nam các bác nha. Rồi và mã số chất hàng của em này đó là B63. B63 size 41 và shop em đang bán với giá là 550k. Các bác lựa được mẫu nào thì cứ gọi điện trực tiếp cho em hoặc là nhắn tin qua Zalo cho em cũng được ha. Rồi và tiếp tục em sẽ lên cho các bác một em dề lười. Em này thì size cực kỳ bé luôn ha. Em này size 38 thôi các bác ơi, size rất là bé luôn nè. Đó, dòng kiểu như dạng da tay gai. Đó, rất là xịn sò luôn ha. Điểm nhấn của em nó là ngay cái mặt tiền này có cái khóa rất là xịn sò luôn. Đó, da tay gai thì khá là xịn rồi. Đó, độ chống chảy sức rất là cao luôn đấy. Đó, thiết kế của em nó rất xịn sò luôn. Em này thì đến từ một thương hiệu khá là nổi tiếng của Paris của Pháp ha. Đó, thương hiệu nổi tiếng của Pháp nhưng em này được sản xuất tại Made in Italy ha. Size chuẩn của em là size 38, cực kỳ bé luôn. Bác nào chân 38 thì chốt ngay em này nha. Tại vì 38 không có hàng luôn đấy các bác, rất là hiếm luôn. Đó, Mocha mà 38 thì cực kỳ hiếm luôn các bác nha. Rồi và mã số chốt hàng của em này đó là B66 ạ. B66 size 38 và shop em đang bán với giá là 650k. Các bác lựa được mẫu nào thì cứ nhắn tin trực tiếp cho em hoặc là gọi điện thoại qua Zalo cho em cũng được ha. Rồi và tiếp tục em sẽ lên cho các bác một em dáng đờ bi hoa văn cũng khá là đẹp này các bác. Đó, em này dáng đờ bi, size chuẩn của em là size 40 các bác nha. Đó, dáng đờ bi đẹp lắm các bác ơi, dày dặn lắm nha, da rất là cực kỳ dày luôn đấy. Bộ đế của em này được làm bằng một bộ đế da đã được khâu gút ria rất là xịn sò rồi. Dòng này thì bao bền luôn rồi các bác ơi. Size chuẩn của em là size 40 ạ. Em này đến từ một thương hiệu khá là nổi tiếng này các bác. Đó, bên trong có gập thương hiệu của em nó này ha. Size 40 trong lòng luôn. Mã code và thông số đầy đủ quá trời số luôn này. Đó, em này đến từ Italia các bác nha. Các bác nào quan tâm mẫu này thì nhắn tin cho em nha. Mã số chốt hàng của em này đó là B62. B62 size 40 và shop em đang bán với giá là 600k thôi. Các bác ưng mẫu nào thì nhắn tin cho em hoặc là gọi điện thoại cho em nha. Rồi và tiếp tục em sẽ lên cho các bác một em siêu phẩm của nhà Ferragamo nữa ha. Trời ơi, hôm nay em ưu tiên rất là nhiều cho hàng Ferragamo luôn các bác ơi. Đó, có rất là nhiều em đẹp luôn đấy ạ. Form dáng của em này thì form trơn khá là đơn giản nha. Bác nào chân 42 thì em này là quá xuất sắc luôn ạ. Đó, form trơn đơn giản ngay mặt tiền của em nó này. Không hề có chút hoa văn cầu kỳ gì đâu. Form khá là trơn đơn giản, dáng rất là thon gọn. Nhưng mà bên trong lòng trong cũng rất là rộng nha. Không phải là thon mà bề ngang sẽ bị bóp đâu. Bề ngang bên trong cũng rất là rộng. Đế của em là đế da khâu. Đó, đã có chống trơn sẵn rồi ha. Salvatore Made in Italia. Đế da khâu Gucci rất là xịn luôn. Đó, bên trong của em thì cũng có dập chứa Ferragamo Made in Italy của Ý ha. Dòng này thì mua mới thì loanh quanh cũng tầm 25-26 triệu rồi các bác ơi. Đó, quá xuất sắc cho em Ferragamo này luôn đó các bác. Các bác nào ưng mẫu này thì nhắn tin cho em nha. Mã số chốt hàng là B61 ạ. B61 size 42 và shop em đang bán với giá là 2.400.000 cho em Ferragamo này thôi. Đó, rất là rẻ cho một em giày mới 99% luôn đấy các bác ạ. Đó, các bác ưng mẫu nào thì cứ gọi điện cho em hoặc là nhắn tin cho em cũng được ha. Rồi, mã chốt hàng của em này là B61 các bác nha. Size chuẩn là 42 nha các bác. Đó, form rất là đẹp, đánh xi lên nữa thì quá xuất sắc rồi.
Rồi và tiếp tục em sẽ lên cho các bác một mẫu tiếp theo nữa ha. Một em giày lười loafer khá là xịn sò luôn. Màu của em này là màu nâu nha các bác, nâu. Đó. Mặt trước của em là dập vân kiểu như vân cá sấu ha. Đó, dòng này thì nếu bác nào mà hay lên quần jean quần kaki thì em này là khá là ok luôn nè. Quần jean quần kaki hay là quần tây mình đều phối được, nhưng mà nếu mà quần tây thì các bác phải lên những em màu sáng ha. Còn quần jean kaki thì em này quá xuất sắc luôn. Trời ơi, độ mới của em này các bác thấy kiểu như hàng trưng bày ấy, cho nên mà đế có chưa kịp mòn luôn, cái chữ của em này dưới đế nè, Valentino còn mới luôn ấy, chưa có mòn bao nhiêu luôn. Em này thì có size chuẩn là size 41 các bác nha. Bên trong của em thì có lớp lót khá là đẹp luôn, da rất là dày, lòng trong phun da, size số rất là đẹp luôn, size chuẩn là 41, form rất là thon gọn nha các bác. Rồi và mã số chốt hàng của em này đó là B65. B65 size 41 và shop em đang bán với giá là 600k thôi. Các bác cứ ưng mẫu nào thì nhắn tin trực tiếp cho em hoặc gọi điện thoại cho em cũng được ha. Rồi và cuối cùng em sẽ lên cho các bác một em giày tây công sở. Form của em này là cũng là form trơn ha. Da của em này thì mặt trước của em là da bò bóng ha. Xung quanh chỗ này là da kiểu như là da vân đó các bác. Vân kiểu như vân da heo rừng ấy các bác. Vân giống da heo rừng ấy các. Đó, da rất là mềm luôn. Form trơn đơn giản, không hề có một chút lỗi lầm gì luôn đấy các bác. Độ mới cũng còn khá là cao luôn. Đế của em này thì cao tầm 3 phân thôi. Đó, đế cũng còn khá là đẹp nha các bác. Chủ trước họ mang cẩn thận cho nên mà họ đã dán trong trơn sẵn rồi ha. Em này thì đến từ một thương hiệu khá là nổi tiếng của Hàn Quốc, đó là Kum Kang các bác nha. Da rất là đẹp và mềm luôn, không cứng, không đau chân đâu các bác ơi. Rồi và mã số chốt hàng của em này đó là B68 ạ. B68 size 40 và shop em đang bán với giá là 550k thôi. Các bác ưng mẫu nào thì cứ nhắn tin cho em nha, hoặc là gọi điện thoại trực tiếp cho em cũng được ha. Rồi em xin cảm ơn các bác rất nhiều vì đã theo dõi video của em ngày hôm nay nha. Và em sẽ hẹn các bác vào video tiếp theo của em ha.